báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thì quý 1 năm 2024, tỉnh Bắc Ninh đứng thứ 2 cả nước trong thu hút vốn FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 745 triệu đô la Mỹ, tức là chiếm gần 12% tổng vốn đầu tư của cả nước. Kết quả đó đã khẳng định những nỗ lực trong thu hút đầu tư của tỉnh. Ngay từ những ngày đầu năm 2024, tỉnh Bắc Ninh đã thu hút thêm nhiều dự án đầu tư vào các khu công nghiệp, trong đó có các dự án có chất lượng, đáng chú ý như dự án nhà xưởng và nhà kho xây sẵn cho thuê mới của công ty cổ phần tập đoàn KCN Việt Nam tại khu công nghiệp Thuận Thành 3, phân khu B vừa được chính thức khởi công. Với quy mô 14 ha, trong đó phần diện tích sàn cho thuê thực tế đạt hơn 90.000 m2, bao gồm các nhà kho, nhà xưởng xây sẵn chất lượng cao, đáp ứng các yêu cầu xây dựng do chính phủ quy định. Ngoài ra, dự án còn tạo điểm nhấn với cơ sở hạ tầng hiện đại đồng bộ, hệ thống giao thông thông thoáng, dễ dàng tiếp cận các đầu mối giao thông quan trọng như đường thủy, bộ, hàng không và đường sắt. Năm 2024 và những năm tiếp theo, thì theo chủ trương của chúng tôi là vẫn tiếp tục chuẩn bị sẵn sàng các cái điều kiện về hạ tầng để đón các cái nhà đầu tư vào đầu tư tại Bắc Ninh. Các cái loại hình thì rất là đa dạng. Cả cái hạ tầng của các khu công nghiệp, cả các cái loại hình mà xây sẵn nhà xưởng. Với vị trí chiến lược cùng định hướng xây dựng bền vững, dự án được địa phương kỳ vọng sẽ giúp tạo thêm lợi thế cạnh tranh, giúp thu hút vốn đầu tư FDI và đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh Bắc Ninh cũng như cả nước.